tắc mắc. Chị hai, năm học 2021-22, toán lớp 6, thời gian 90 phút, của trường trung học cơ sở Tân Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Và đề này là tự luận gồm 5 câu. Rồi, thầy sẽ hướng dẫn em làm bài này, đề này. Ta đi vào câu bài số 1. Số 1 gồm có 4 câu nhỏ. Rồi, tính giá trị các biểu thức. Thì ở đây chúng ta quy đồng. Mẫu số chung là 12, 8 là 24. Chúng ta nhân ở đây cho 3 thì trừ 3 nhân 3 là trừ 9, 8 nhân 4, 8 nhân 3 24. Ở đây nhân 2, 5 nhân 2 là 10, 12 nhân 2 là 24. Rồi chúng ta lấy tử, cộng tử, chia mẫu. Rồi trừ 9 cộng 10 là ra 1, còn 24. Rồi là kết, và chúng ta hoàn thành câu A. Rồi đi vào câu B. Thì ở đây chúng ta thấy có số 5 phần 7 giống nhau, trừ 5 phần 7 giống nhau. Rồi chúng ta sẽ đem trừ 5 phần 7 ra ngoài, còn 2 phần 11, cộng 9 phần 11, để 5 phần 7 này riêng ra. À, ta lại lấy tử, cộng tử, chia mẫu. Rồi, ở đây được 11 phần 11. 11 phần 11 tức là 1. Rồi, trừ 5 phần 7 cộng 5 phần 7 là hai số đối nhau. Cho nên cộng nhau bằng 0. Rồi, chúng ta hoàn thành được câu B. Bây giờ tôi đi vào câu C. Câu C thì ở đây chúng ta thấy nó là hỗn số, phân số trước ta đưa dấu trừ lên trên. Rồi, đổi ra 6, 2 phần 7 là 6 nhân 7 là 42, cộng 2 là 44 phần 7. Rồi, 4 phần 7 nhân chia thành nhân đảo ngược. Rồi, ở đây ta lấy tử nhân tử chia cho mẫu. Nhân mẫu. Rồi đây ta lấy tử nhân tử chia cho mẫu nhân mẫu. Cái đầu tiên chúng ta tách ra 44 là lấy 2 4 nhân 11. Để hồi chúng ta đơn giản. Đây đơn giản số 4 đi. Chúng ta còn là trừ 2 nhân 4 phần 7. Rồi. Rồi chúng ta nhân vô trừ 8 phần 7 cộng 1 phần 7. Và ở đây mẫu chung là 7. Vậy là lấy trừ 8 cộng 1 phần 7. Còn trừ 2 để riêng. Trừ 8 cộng 1 thành là trừ 7 phần 7. Trừ 7 phần 7 tức là trừ 1. Trừ 1 với trừ 2 là trừ 3. Rồi là chúng ta hoàn thành xong câu C. Bây giờ ta đi vào câu D. Câu D là thập phân. Thì ở đây 1,75 mà mình chia cho 5, mà mình dùng máy tính bấm, không có đổi ra phân số, là 0,35. Và trong ngoặc là 4 bình phương là 16 trừ 4 nhân 4,1. Là ra 16,4. Kết quả là 16,4. Ghi lại cái đầu tiên. 16 mà trừ cho 16,4 là trừ 0,4. Rồi, cộng nhân trừ là thành trừ. 2,5 nhân 0,4. Ra là 1.
À, 0,35 trừ cho 1 là trừ 0,65. Đâu thành phố D của bài 1. Rồi bây giờ ta đi vào bài số 2. Có 4 câu tìm ít biết. Ở đây tìm ít là tìm số trừ. Ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Rồi, trừ với trừ là thành cộng. Quy đồng. Mỗi số chung là 6, đây nhân cho 3. Rồi, chúng ta lấy tử, cộng tử, chia cho mẫu. Là 4 phần 6. Chúng ta rút gọn cho 2. À, 2 phần 3. Rồi. Ở đây, chúng ta đổi vế cho nhau. 35 trừ x chia 105, 7 phần 35 là chúng ta rút gọn cho 7 đó, hoặc là 1 phần 5 đó. Nhưng mà ghi 7 phần 35 trước đi rồi mới rút gọn. Rồi chúng ta tìm 35 trừ x, tức là tìm số bị chia, lấy thương nhân với số chia. Rồi 1 phần 5 nhân 105, lấy 105 chia cho 5 là 105 chia cho 5 là 21. Không biết thì mình bấm máy. Rồi ở đây ta tìm 3x là tìm số bị trừ, lấy hiệu cộng với số trừ là 21 cộng 5 là 26. Rồi tìm x ta lấy 26 chia cho 3. Rồi là chia không được. Nha. Vậy là xong. Chúng ta đi vào câu C. 50% trừ 3 phần 4 nhân x bình phương bằng trừ 5 phần 2. Thì 50% mình sẽ đổi ra là 1 phần 2 đó. Rồi, tới đây mình tìm 3 phần 4 x bình là tìm số trừ. Lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Rồi, ghi lại 3 phần 4 x bình, trừ với trừ thành cộng. Rồi, chúng ta sẽ tính cái vế phải trước. Lấy tử, cộng tử, chia mẫu. Sáu phần hai, sáu phần hai đó là ba. Rồi tìm x bình, lấy số bị x bình là thừa số thứ hai, lấy tích chia thừa số thứ nhất, chia thành nhân đảo ngược. Rồi chúng ta rút gọn cho số ba, bốn là bằng hai bình hoặc cũng bằng là trừ hai bình, tức là ghi chung á là cộng trừ hai bình đều ra bốn, vậy x bằng hai hoặc x bằng trừ hai. Rồi là chúng ta hoàn thành xong câu C. Bây giờ ta đi vào câu D. Năm mươi phần trăm của x bằng một phần năm của 15, tức là 50% nhân với x bằng một phần năm của 15. 50% là một phần hai, một phần năm nhân 15 là lấy một nhân 15 chia cho 5. Vậy đây là ra ba.
Rồi tìm ít lấy tích chia thừa số còn lại, nhân đảo ngược, 3 nhân 2 chia 1, nói chung là bằng 6 luôn đi ha. Rồi là chúng ta hoàn thành bài 2. Bây giờ ta đi vào bài số 3. Trong đợt hưởng ứng phong trào mua tăm ủng hộ người mù quận Hoàng Mai, học sinh ba khối 6, 7, 8 trường trung học cơ sở Tân Định đã mua được 6.500 gói tăm. Biết rằng học sinh khối 6 mua 1/4 tổng số gói tăm, học sinh khối 7 mua 40% tổng số gói, và tính số gói của mỗi học sinh khối 7, 6, 8 đã mua. Dễ rồi ha, tính từng khối ra. Số gói tăm học sinh lớp 6 đã mua là, tức là ở đây chúng ta lấy 1/4 nhân với 6500, 6.500 á, tính ra được là 1625, 1625 gói tăm. Rồi số học sinh khối 7 đã mua là 40% của 6500, 40% là 0,4 nhân 6500, 2600. Rồi số học sinh khối 8 đã mua là mình trừ ra, mình lấy là 6500 trừ khối 6 với khối 7 ra, nó sẽ ra còn lại là khối 8. Hai hai bảy năm. Rồi câu B, tính tỷ số phần trăm số gói tăm đã mua của khối 8 và khối 7. Rồi tỷ số phần trăm số gói tăm đã mua của khối 8 và khối 7 là, khối 8 của mình đó là 2275, khối 7 của mình là 2600 nhân trên 100%. Và chúng ta lấy tử nhân tử chia mẫu, chừa lại cái đơn vị phần trăm. 2275 nhân cho 100 chia 2600. Rồi nó ra là 87,5%. Rồi là chúng ta hoàn thành được bài số 3. Giờ ta đi vào số 4, nó có hai ý. Rồi, ý A. Qua điểm O vẽ đường thẳng AB, qua điểm O vẽ đường thẳng AB, và chúng ta sẽ mô đây. Vẽ đường thẳng AB.
3 điểm O vẽ đường thẳng AB, lấy điểm M và N khác điểm O, sao cho điểm M thuộc tia OA, điểm N thuộc tia OB. Ví dụ M ở đây thuộc tia OA. N chẳng hạn đây thuộc tia OB. Sao cho OM bằng 3, ON bằng 6. OM bằng 3, ON bằng 6. Rồi, vẽ hình theo cách diễn đạt trên, trong 3 điểm MNO thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại, điểm M và điểm O có vị trí như thế nào đối với điểm N. Rồi, chúng ta vẽ hình ra và chúng ta trả lời các câu hỏi của nó. Trong 3 điểm MNO, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại thì mình trả lời là trong 3 điểm MNO. Thì chúng ta, nếu chúng ta chứng minh là như thế này nè, chúng ta có điểm O thuộc đường thẳng AB, đó là giả thiết, thì chúng ta suy ra tia OM và tia OA, tia OA và tia OB đối nhau là hai tia đối nhau. Đặt số 1. Rồi, ta có cái gì nữa nè? Ta có M thuộc tia OA, đó là giả thiết. Cho nên suy ra tia OM và tia OA trùng nhau. Tương tự, ta có N thuộc tia OB, suy ra tia ON và tia OB trùng nhau. Thứ ba, từ 1, 2 và 3 thì chúng ta suy ra tia OM và tia ON đối nhau, cho nên suy ra điểm O nằm giữa hai điểm M và N. Rồi, tiếp theo nó hỏi điểm M và điểm O có vị trí như thế nào đối với điểm N, đó là nằm cùng phía. Điểm M và O nằm cùng phía với điểm, so với điểm nằm cùng phía với điểm N. Rồi, là chúng ta hoàn thành câu A. Chúng ta đi vào câu B. Rồi, câu B như thế nào? Tính độ dài đoạn thẳng MN. Rồi, tức là nó hỏi độ dài đoạn thẳng MN là bao nhiêu. Thì ta có là hồi nãy câu A chúng ta có đó là điểm MO nằm giữa hai điểm MN.
Đó là câu A. Thì chúng ta sẽ suy ra được MN nó bằng OM bằng ON. Đó là tính chất hai điện thoại. MN bằng 3 cộng 6 là bằng 9 cm. Rồi là chúng ta hoàn thành câu B. Câu C. Câu C là như thế nào? Kể tên hai tia đối nhau trong hình vẽ. Hai tia đối nhau trong hình vẽ là tia OA và tia OB. Nói chung là nhiều. Giờ kể hết là gì nè? Tia MA. Tia MA và tia MB, tia OA và tia OB, tia NA và tia NB. Rồi, ta đi vào câu cuối. Câu D. Lấy các điểm EF không thuộc đường thẳng AB sao cho E điểm E thuộc tia đối của tia NF. Rồi, điểm E thuộc tia đối của tia NF. EF không thuộc đúng không? Điểm E mà thuộc tia đối của tia NF. Ví dụ giờ gì? Rồi, ví dụ bây giờ nó kêu mình lấy gì? Lấy hai điểm EF không thuộc đường thẳng AB sao cho E thuộc tia đối của tia NF. Rồi, ví dụ ta lấy điểm E đây đi. Rồi, thuộc tia đối của tia NF thì F phải nằm ở phía dưới. Đúng không? Cái tia là cái điểm mình phải nằm trong. Rồi. Mẹ đây, điểm F đây. Vẽ các đoạn thẳng có đầu có các đầu mút là hai trong số các điểm bất kỳ trong hình vẽ. Vẽ các cái đoạn thẳng ra. Rồi, ví dụ đoạn thẳng EM, EO, EM. Rồi, cái này mình tính ra nãy được là chính rồi đúng không? Rồi, đó O, E đúng không? Rồi, đó M, ME, MO. MN và MF. Rồi tới O, OM, OE, ONS rồi tới N. Rồi là hết. Rồi nó kêu là hãy vẽ hình cho biết đoạn thẳng có trong hình vẽ. Số đoạn thẳng có trong hình vẽ. Trong hình vẽ là ví dụ đầu tiên là mình sẽ có điểm E trước nha. EM đoạn thẳng EM đoạn thẳng EO đoạn thẳng EN đoạn thẳng EF. E là hết rồi đó, để EM.
em e thì nó trùng mà em ô đoạn thẳng, em n đoạn thẳng, em f rồi đoạn thẳng o, o thì o n với o l n là trùng nhau nha, o f rồi thì thiếu một đoạn thẳng o f nha. Rồi, đoạn thẳng OF. Rồi cuối cùng đó là đoạn thẳng NF. Rồi, có bao nhiêu đoạn thẳng đúng không? À, ở đây mình đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có 10 đoạn thẳng trong hình vẽ ha. Chúng ta trả lời là có 10 đoạn thẳng trong hình vẽ là. Rồi, chúng ta hoàn thành được câu ý 1 của bài 4. Bây giờ chúng ta đi vào ý 2 của bài 4. Ý 2 nó như thế nào? Một mảnh vườn nhà bác Minh có dạng là một hình thang ABCD như hình vẽ. Bác Minh muốn khoan một cái giếng nước ở vị trí điểm O nằm giữa mảnh vườn để thuận tiện cho việc lấy nước và tưới cây trồng trên mảnh vườn. Biết rằng hai điểm AB nằm khác phía đối với điểm O và hai điểm AB là khác phía đối với điểm O AC chứ. À, hai điểm còn lại BO nào cũng nào lại nằm cùng phía đối với điểm D. Em hãy tìm điểm O trên để khoan cái giếng giúp bạn Minh và giải thích cách tìm. Rồi. Như thế nào đây? Rồi, giờ thầy sẽ hướng dẫn cho cái cách để em tìm bài này ha. Thì đầu tiên tức là cái hình này á, hình này mình sẽ vẽ lại là như thế này nè. Cái điểm O nó sẽ nằm vị trí như thế này nè. Ở đó chính là điểm O đó. Nhưng mà chúng ta phải giải thích nha. Rồi. Tức là em hãy tìm vị trí của điểm O. Thì chúng ta trả lời là vị trí của điểm O như hình vẽ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giải thích đây cách làm. Thì đầu tiên cái giếng á, cái giếng nước ở vị trí điểm O nằm giữa mảnh vườn, tức là điểm O nằm trong hình thang ABCD. Vì hai điểm A và C nằm khác phía đối với điểm O nên điểm O nằm giữa hai điểm A và C
Rồi, vì hai điểm B và O đó, nằm cùng phía đối với điểm D. Nên điểm O nằm giữa hai điểm B và D. Khi đó O là giao điểm của hai đường chéo. AC và BD. Kết luận, vậy vị trí điểm O trên để khoan cái giếng giếng giúp bác mình là giao điểm của hai đường chéo. AC và BD của hình thang ABCD như hình vẽ trên. Rồi là chúng ta hoàn thành được câu bài 4. Bây giờ ta sẽ đi vào bài số 5. Số 5 như thế nào? Bây giờ nó cho A và B như thế này. À, kia tính tỷ số B chia A. Bây giờ ta sẽ lấy cái B ra, chúng ta sẽ biến đổi này. À, 2021 chia cho 1 thì nó bằng 2021. À, mình ghi là cái kia. Á, là mình hiểu á, là tức là mình hiểu nè, ở đây tử là 1 là tới 29 20 trên cái tử thôi nha, là nó có tổng cộng là 2020 số. Vậy 2021 này mình tách ra là 2021 số 1, nhưng mà mình chỉ ghép những cái số 1 nó vô với những cái kia thì nó chỉ có 2020 số 1 thôi, còn lại một số 1 chừa riêng ra phía sau. À. Rồi chúng ta huy động cái thứ nhất, mẫu chung là 2. À. 2 phần 2. Đây là mẫu chung là 3. Mẫu chung đây là 2021. Rồi tới đây chúng ta lấy tử, cộng tử, chia mẫu. Rồi, 2022 này, 2022, 2022. Rồi, chúng ta thấy những cái cụm đầu nó giống nhau, 2022. Thì chúng ta biến đổi cái số 1 nè. 22 ha, có thể hiểu là 2022 á, nhân cho 1 phần 2. 2022 nhân 1 phần 3. Này 2022 nhân cho 1 phần 2021. Này 2022 nhân 1 phần 2022. Đó, chúng ta đem 2022 ra ngoài. 1 phần 2, 1 phần 3, 1 phần 2021, 1 phần 2022. Thì cái này, đó, thì cái này, cái 1 phần 2 với này là chính là B. Bằng 2022 A chứ. Ừ. Rồi, thì từ đó ta suy ra B chia A. B chia A. Để lấy là B là 2022 A chia A. Đơn giản chữ A. 2022. Rồi. Thì chúng ta kết luận. Vậy tỷ số
B chia A bằng 2022. Đó là chúng ta hoàn thành xong vấn đề này.